có thứ đặc biệt đang được làm tại nhà máy Lalitao. Miếng đất sét polymer đang xuống băng tải kìa. Hãy tạo chút hình dạng nha. Bước tiếp theo, thêm chi tiết. Cỏ phép thuật của nhà máy đã vẽ búp bê nè. Thêm chút phép thuật. Giờ nàng tiên có thể bay rồi. Xong rồi. Nàng tiên bay vào gói hàng của chúng ta nè. Nàng tiên bay đẹp quá đi. Melissa rất muốn mở đồ chơi mới. Ồ, mình muốn cái này lâu lắm rồi. Lần bay đầu tiên rất tuyệt. Melissa dùng tay điều khiển cho đến khi nàng tiên bay ra cửa sổ. Ồ không, phải đi tìm thôi. Cô bé nghe thấy tiếng động cơ. Tiên bị vướng vào hoa rồi. Nhưng sau đó đã bay trở lại Melissa. Ồ, bạn mang hoa cho mình nè. Wow, nhìn ống hút silicon này đi. Cắt thành vòng. Bong bóng cuốn này đã xì hơi. Thứ còn sót lại đây. Có vài miếng hít nè. Đặt chúng vào bên trong vòng. Búng tay. Wow, làm được rồi. Jessica rất căng thẳng trước bài kiểm tra. Ồ, tệ quá. Uống nước đi, kiểm tra thôi mà. Nhưng nước không giúp được gì. Cầm theo đồ chơi này đi, nó sẽ giúp em tập trung. Hiệu quả thật nha. Jessica đã làm hết bài kiểm tra rồi. Giỏi quá, điểm tuyệt đối luôn. Sâu đất sét này ngoằn ngoèo quá. Tạo hình khuôn mặt với lưỡi và răng sắc nhọn. Rồi đến mũi, mắt to và hai tay. Nhìn quen quá nha. Nung stick lên nào. Lấy nước ngọt và chiếc dù. Nóng quá. Cú stick kìa. Được hơn rồi. Vẽ đôi tay. Đúng là kẻ gây rối nhỏ xíu mà. Lily rất thích Lilo và Stitch. Cô bé đọc sách này trước khi ngủ mỗi đêm luôn. Ước gì Stitch có thật ha. Chà, đến giờ đi ngủ rồi. Ngủ ngon nha. Tiếng ồn gì vậy? Stitch sống dậy hả? Cậu bạn chơi đùa. Rồi đến ôm Lily. Đi đâu mất rồi? Ồ, thì ra là ở dưới gối. Mình biết Stitch có thật luôn mà. Chúng ta làm bạn nha. Bạn thân. Hay quá à. Uốn cong hình cánh. Wow. Có quần tất eo ao eo nè. Kéo chúng qua mảnh này. Kim tuyến, kim cương giả và ngôi sao. Quấn que sen nha. Ngôi sao sẽ rất tuyệt đây. Kỳ diệu quá. Ta có thể tạo ra món đồ trang trí đẹp mắt khác từ nhẫn nhựa và kim cương giả. Bộ nhỏ này sẽ rất hoàn hảo cho cô tiên nhỏ. Quen rất thích tiên. Cô bé vừa mất một cái răng nên đã có kế hoạch lén lút. Răng nè. Quen lấy gối che lại và trốn để chờ tiên răng. Cô tiên đây rồi. Biết mà, mình biết mà. Em là fan hâm mộ của chị đó. Em luôn muốn nhìn thấy nàng tiên thật. Khi lớn lên, em cũng muốn được như chị. Đáng yêu quá. Nhưng không được nói với ai nha. Là bí mật đó. Yes. Để cảm ơn, cô tiên đã làm bộ cổ tích nhỏ cho Gwen. Wow. Em rất thích. Cảm ơn ạ.
À, ngày nào đó em cũng sẽ là nàng tiên tuyệt vời. Tập hợp hình tròn từ nhung đen. Cho bông nhồi vào. Thêm một mặt nỉ. Giờ hãy làm mũi, đôi mắt và chiếc nơ chấm bi đỏ. Thêm váy đỏ. Dễ thương quá. Aris và Mark đang hẹn hò ở công viên giải trí. Chúng dễ thương quá. Yes. Chào các bạn. Hello. Luật đây. Làm ngã các ống đi. Uh-huh. Người chiến thắng sẽ nhận được gấu bông sơm sơm. Wow. Aris cầm quả bóng, nhắm và... Ouch. Ow, mắt mình. Ngại quá đi. Giờ đến lượt anh. Ok. Mark nhắm và... Yay, thắng rồi. Thank you. Aris có được sâm sâm đẹp nhất trong công viên rồi. Làm chú mèo nhỏ bằng đất sét polymer trắng. Mèo màu hồng rất xinh. Có váy nhẹ nhàng và nơ xinh giống y người chị lớn vậy. Mèo nhỏ này xuất sắc ghê. Vợ của Tony đã đi làm móng tay. Nhưng anh không thể khiến bé con Helen của họ bình tĩnh được. Bé còn không muốn ăn nữa. Không làm gì được. Tony bỏ cuộc. Hãy gọi cho Thi thôi. Anh phải làm gì đây? Đưa đồ chơi yêu thích cho con đi. Ok, nhưng nó ở đâu? Tony nhìn khắp nơi. Đây rồi. Sao anh không thấy chứ? Oops. Anh đã không thấy luôn. Lạ ghê. Helen bình tĩnh lại ngay khi nhận được đồ chơi. Bé còn cười nữa. Yêu con quá đi. Theo truyền thuyết, công chúa La La Loop này được làm từ vải váy của công chúa thật đó nha. Hey. Các nghệ sĩ đã biến đất sét thành búp bê La La Loop đáng yêu. Đáng yêu quá. Gia đình Johnson đang đi picnic. Dù đi đâu đi nữa, Lucy cũng không đặt búp bê yêu thích xuống đâu. Yeah. Ai cũng thích picnic cả. Trong khi ba mẹ bận rộn, mình sẽ đi chơi. Lucy, ăn trưa nè. Đến đây. Búp bê của mình đâu? Mất tiêu rồi. Ba, đồ chơi của con mất tiêu rồi. Yay, ba tuyệt vời nhất. Đất sét polymer đã biến thành hai người khác nhau rất kỳ diệu. Mặc quần áo vào nha. Cô gái mặc bộ đồ lót liền thân trắng với viền vàng và giày trắng. Làm váy lớn bằng ri băng satin nha. Tiếp tục làm nha. Thêm tóc và băng đô có mạng che mặt nữa. Wow. Chú rể của cô nàng nhìn ngọt ngào quá à. Và cặp đôi mới cưới đã vào chiếc hộp. Stuart đang đi đến công viên. Bạn gái đang đợi anh chàng kìa. Nicole nóng lòng muốn xem mình có gì. Là quà cho em à? Tất nhiên, mở ra đi. cô dâu Barbie và chú rể Ken nè. Stuart, vậy là sao? Nhìn xem còn gì nữa đi. Okay. Giấy nhắn, làm vợ anh nha. Anh lãng mạn quá đi. Cô đã đồng ý. Đúng là cặp đôi hạnh phúc mà. Muốn chơi Uno không nào? Được thôi. Xem chúng ta có gì nha. Xin chào. Bạn. Bạn không rủ mình. Xin lỗi Jesse. Cậu cần bài nhỏ hơn đó. Tao cần chiếc hộp. Lắp lại. Và cùng chơi nào. À hả.
Jesse và bạn cô nàng Chris đang chơi trong sân. Họ đang rất là vui. Nhưng họ đã tìm thấy trò chơi mới. Trò chơi vui quá đi. Hòa nha. Mọi người đều chiến thắng.